Chuyển sang thông tin đáng chú ý. Ngày 3 tháng 10, cơ quan chức năng Đồng Nai đã họp bàn xử lý đối với số hổ báo chết ở khu vực khu du lịch Vườn Xoài, mắc cúm AH5N1. Và tỉnh này cũng quyết định tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, một con báo chết. Vâng, và trước đó thì đại diện tri cục chăn nuôi và thú y của tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y về hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại khu du lịch Vườn Xoài đều dương tính với virus cúm da cầm H5N1. Tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với kiểm lâm, trung tâm kiểm soát bệnh tật, môi trường, công an địa phương và khu du lịch vườn xoài họp bàn phương án xử lý số hổ báo đã chết, ngăn chặn lây lan ra các loài mẫn cảm. Đại diện Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo kết quả xét nghiệm từ trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, cục thú y. Theo đó, thì hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại khu dịch vườn xoài đều dương tính với virus cúm da cầm H5N1. Ủy ban nhân dân phường Phước Tân ra quyết định tiêu hủy số hổ báo đã chết, nơi tiêu hủy ngay trong khuôn viên khu du lịch vườn xoài và dưới sự kiểm soát giám sát của các lực lượng chức năng. Ngoài ra, đoàn liên ngành yêu cầu khu du lịch vườn xoài tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở trong đàn, cách ly con bệnh, thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng hàng ngày, hạn chế người tiếp xúc khu vực nguy cơ trong quá trình xử lý dịch bệnh. Đặc biệt là nhân viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ báo chết để có hướng xử lý kịp thời. Vâng, và trước sự việc hàng loạt hổ và sư tử ở Long An, Đồng Nai chết vì dịch thì nhiều người cũng lo lắng cho đàn hổ tại Sài Gòn. À, vì nơi đây thì cũng nằm trong vùng khí hậu và tổ nhưỡng tương tự. Vâng, xí nghiệp và động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng cho biết, ở đơn vị đa phần hổ chết vì già và rất ít khi bị bệnh. Theo đó, hổ ở Thảo Cầm Viên thường có tuổi thọ lớn hơn ngoài môi trường tự nhiên. Khi tới giai đoạn già thì ăn ít và sức khỏe kém rồi mất, chứ không bị dịch bệnh đối với những bệnh liên quan đến bệnh truyền nhiễm của thú họ mèo, họ chó, vaccine dạy, đơn vị tiêm loại tích hợp phòng nhiều loại bệnh trong một mũi tiêm. Bên cạnh đó cũng kiểm tra ký sinh trùng và sổ run cho hộ. Sáng nay mùng 3 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu Phú Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ném bom xăng vào 3 ngân hàng. Bảo vệ ngân hàng và một số người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa. Theo đó thì công an của thị xã Sông Cầu đã bắt được đối tượng ném bom xăng vào 3 ngân hàng của Phú Yên đồng thời cũng điều tra làm rõ động cơ của đối tượng này. Cụ thể khoảng 5 giờ 10 phút sáng nay, một thanh niên mặc quần sóc áo thun trắng ngắn tay và đội mũ lưỡi chai đen đã đến trước cửa của một ngân hàng tại phường Xuân Phú, cầm chai nhựa nghi chứa xăng. Đối tượng đã châm lửa rồi ném vào trụ sở ngân hàng trước khi rời khỏi hiện trường. Bảo vệ ngân hàng và một số người dân xung quanh đã nhanh chóng dập lửa. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản, bao gồm cả trụ ATM. Tiếp tục điều tra, công quan chức năng đã phát hiện thêm hai ngân hàng khác cũng bị tấn công tương tự với bom xăng, gây hư hỏng một số tài sản. Công an thị xã Sông Cầu đã xác minh và bắt giữ đối tượng tại khu phố Lệ Uyên Đông của phường Xuân Yên. Thưa quý vị, trẻ nhỏ thì thường hiếu động, chạy nhảy, tò mò, khám phá môi trường sống xung quanh. Tuy nhiên, trẻ lại chưa có ý thức và kỹ năng để phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, nên rất dễ gặp tai nạn. Trong đó, tai nạn kẹp ngón tay là tai nạn thương tích rất thường gặp. Vâng và mới đây thì các bác sĩ tại khoa chỉnh hình bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng búp ngón tay đứt lìa do kẹp tay vào cửa kính. Gia đình bệnh nhi cho biết trong lúc cùng mẹ đi siêu thị không may trẻ bị kẹp tay vào cửa kính thủy lực và bị đứt lìa búp ngón hai của tay trái. Sau khi được sơ cấp cứu tại bệnh viện địa phương, trẻ nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương điều trị. Khi nhập viện trẻ trong tình trạng vết thương ngón hai tay trái, vị trí đốt ba, đứt rời gần hết, búc ngón cùng móng và lộ xương. Bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, xử lý vùng mềm, dập nát, đặt lại móng, khâu tạo hình ngón, tránh cho trẻ nguy cơ phải cắt cụt đốt ngón tay. Hơn 10 ngày điều trị, vết thương khô, đầu ngón tay trẻ hồng ấm, sức khỏe tiến triển tốt và trẻ được xuất viện. Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ vào viện điều trị do so kẹp tay vào cửa, gây tổn thương tay như là bong móng, dập bút ngón tay, vỡ xương, đứt rời, gây đau đớn cho trẻ. Về tai nạn khiến cho chi bị đứt rời ở trẻ em, bác sĩ cho biết việc sơ cứu và bảo quản chi bị đứt liệt đúng cách là yếu tố quyết định sự thành công của phẫu thuật ghép nối phần chi bị đứt rời cũng như là khả năng phục hồi cho trẻ. Xin được bắt đầu bản tin ngày hôm nay, thông tin cuối cùng liên quan đến cơn bão Kraton. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Caraton đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại Biển Đông. Dự báo bão suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Vâng, tuy nhiên thì dự báo trong tháng 10 này, Biển Đông khả năng sẽ đón hai cơn bão mới nối liền nhau. Theo đó, vào sáng nay mùng 3 tháng 10, vị trí tâm bão Kraton báo số 5 ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam của đảo Đài Loan Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km h giật cấp 15. Bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km h Cơ quan khí tượng dự báo, từ 24 đến 36 giờ tới, bão Kraton di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại. Mặc dù vậy, nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo, bão Kraton suy yếu sẽ gây mưa ở phía Đông Bắc của vùng biển Bắc Biển Đông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng có mưa to và rông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên đều có chịu đều có thể chịu nguy cơ của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn. Theo dự báo của cơ quan khí tượng trong tháng 10 năm 2024, bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của nước ta khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên biển Đông là hai cơn và đổ bộ khoảng 0,8 cơn. Vâng, và cũng trong tháng 10 này thì Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng và đề phòng mưa rông trên phạm vi cả nước kèm theo hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa trên cả nước trong tháng 10 phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó Trung Bộ sẽ cao hơn từ 10 cho đến 30%. Sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả biêu triển khoản. Bộ Công an sẽ tiếp nhận giải quyết khi có cá nhân tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này. Vâng, đây rõ ràng không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt và thậm chí xử phạt hình sự tử hình. Theo bộ công an trường hợp cá nhân sửa biêu chuyển tiền từ thiện để đưa lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi là hành vi vi phạm pháp luật, làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật. Trường hợp làm giả biêu chuyển tiền rồi lại đăng công khai lên mạng xã hội mà chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt từ 5 đến 20 triệu đồng. Nếu cá nhân nhận chuyển tiền từ thiện hộ người khác mà lại chỉnh sửa bill chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lý hình sự với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Trường hợp cá nhân thuộc tổ chức chỉnh sửa bill chuyển tiền của tổ chức để chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử phạt với tội danh tham mô tài sản, tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau. Hình phạt cao nhất là tử hình. Theo Bộ Công an, việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam sao kê tài khoản từ thiện là một trong những phương án tốt nhất để công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng đóng góp các khoản đóng góp tự nguyện. Các tổ chức cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện và tham gia đóng góp thiện nguyện đều phải tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Và so với dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8 thì tại dự thảo lần thứ 3, Bộ Công an đã đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền trừ điểm giấy phép lái xe, tức bằng lái trong một số trường hợp vi phạm. Vâng, và đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất tài xế ô tô có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, đi lùi xe trên cao tốc. Bộ Công an đề xuất phạt từ 10 đến 12 triệu đồng về hành vi dừng đỗ, dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe, khoảng cách tối thiểu 150 m khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Ngoài phạt tiền, người lái xe còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Như vậy so với dự thảo hồi tháng 8, mức đề xuất phạt tiền giữ nguyên nhưng mức trừ điểm bằng lái tăng gấp đôi từ 3 điểm lên 6 điểm. Bên cạnh đó thì các hành vi gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc là người kiểm soát giao thông, đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển là cấm đi ngược chiều cũng được đề xuất tăng mức xử phạt tiền lên từ 6 đến 8 triệu đồng so với mức đề xuất từ 4 đến 6 triệu đồng ở dự thảo của tháng 8. Mức trừ điểm bằng lái của các hành vi này từ 3 đến 4 điểm, tăng hơn so với đề xuất ở dự thảo của tháng 8 vừa qua.